Tuấn đã chủ động mời Phan Mạnh Quỳnh uống cà phê với mình cách đây một năm. Sau khi Hà Anh Tuấn nghe được một vài bài hát khác ngoài vợ người ta. Thôi, anh thật lòng luôn nhé. Cái lần đầu tiên anh nghe cái bài vợ người ta của em, anh bảo Hách, tại sao người ta thích cái bài hát này mà mình nghe nó cứ nó rất là giống như là em vậy. Và sau đấy, khi mà rất nhiều người bạn của anh trong cái circle chơi cùng, ai người ta cũng bảo là cái đấy là mày sai, đấy là mày nghe chưa kỹ, mày phải nhìn xuyên qua hình hài của nó. Nhìn em kỳ lắm rồi. Không, anh không dùng chữ kỳ, ai nói thế. Nhìn em thì đấy, cái nhìn muốn nhìn xuyên qua. phải nhìn xuyên qua cái MV của Phan Mạnh Quỳnh làm cho vợ người ta. Và hãy tự ngẫm cái lời đi, Quỳnh không phải bình thường đâu. Không được bình thường đúng không? Không được bình thường. Không bình thường. Và khi Hành Tuấn nghe kỹ bài hát vợ người ta thì nó bảo hát. Sau đó thì Tuấn tìm nhạc của Quỳnh ở trên mạng Tuấn nghe. Tuấn thích nhất là cái bài tự kỷ CMNR. Khán giả thấy có ai không hiểu cái CMNR không? Dạ, giơ tay đi ạ. Ok, rồi. Bây giờ nhân dịp ở đây nhé, chắc không có báo chí đâu. Hồi đó là em đặt cái từ đó cũng khá là trẻ trâu, bởi vì là hồi đó cũng có cái phong trào là CMN mọi người, CMN mọi người. Phong trào nhưng em không hiểu sao em hồi đó em rất là trẻ trâu, đặt là thay vì đặt tự kỷ em đặt là tự CMN kỷ, hay là bài đó cũng không được phát ở đâu hết đó. Thay vì đó, sau em đổi tên lại. Ok, thôi Quỳnh ngài, Quỳnh không dám nói chúng ta ra, thế nên bây giờ Hải Tuấn sẽ nói. Tại vì mình không nói thì vô trách nhiệm với khán giả đó. Cái chữ đó là chữ con mẹ nó rồi. Nhưng mà nhờ như thế mà Hành Tuấn nghe rất kỹ rồi đó. Và đến ngày hôm nay, khi chúng tôi đã đứng trên sân khấu lần thứ 3 với nhau. Sau lần rất là sóng gió tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, khi anh ấy công bố rằng bài hát mà Hành Tuấn vô cùng yêu quý, yêu mến của anh ấy là khi anh ấy sáng tác Khi Anh Ấy Đi Mua Thịt. Nếu có một điều gì đó mà hối tiếc khi làm việc với anh Hành Tuấn, đó là chia sẻ cái thông tin này. Bởi vì là thường thường là đó là cà phê thôi, anh em nói chuyện với nhau để đó thôi. Anh định đưa đi nói concert. Nói đi concert thì mọi người hiểu là nó sẽ lan truyền đến đâu mà cái bài hát nó hát nó hết thơ mộng luôn. Đúng. Không, cái bài hát thì nó có cái sự sống của nó. Thế nhưng cái câu chuyện mà em đi mua thịt và em bịa ra cái bài hát đó thì làm cho anh rất nghi ngờ rằng là những bài hát em viết cho anh hoàn toàn bịa đặt.